ngày 10 tháng 3, Công an huyện Lương Sơn, Hòa Bình cho biết vừa bắt đối tượng N, sinh năm 2000, về hành vi đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng và tẩm xăng đốt nhà bố chồng bởi vì bức xúc bố chồng nói xấu mình nhiều lần. Cụ thể, N, người con dâu, đã ra chợ mua một can xăng và hai lọ thuốc diệt cỏ, mang về nhà cất giấu. Để nửa đêm, N đến nhà bố chồng cách nhà 200m, sau đó đổ hai lọ thuốc diệt cỏ xuống giếng và tưới can xăng vào nhà để đồ rồi đốt. Sau khi thực hiện xong, N trốn về nhà của mình. Vào khoảng 23h40, ngày 27 tháng 2 năm 2021, gia đình ông Nguyễn Văn Ít, sinh năm 1971, phát hiện nhà bất ngờ bị bốc cháy. Mặc dù không gây thương vong về người, nhưng nhiều tài sản trong nhà đã bị cháy rụi, trong đó có 3 xe máy, một máy cắt cỏ cùng một số vật dụng khác. Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại gần 40 triệu đồng. Thời điểm xảy ra vụ cháy, gia đình ông Ít còn phát hiện giếng nước ăn có mùi lạ, bơm nước lên, xuất hiện có nhiều bọt. Quanh khu vực giếng phát hiện hai vỏ chai thuốc diệt cỏ cùng một vỏ chai có mùi xăng. Do nghi ngờ có người hãm hại, gia đình đã báo vụ việc tới cơ quan công an. Đến ngày 5 tháng 3 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lương Sơn đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi đốt nhà và đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nước là cô con dâu của gia đình ông Ít. Tại cơ quan công an, N khai rằng bố chồng hay có lời qua tiếng lại nói xấu con dâu, trong khi N đang phải nuôi con nhỏ nên bức xúc nảy sinh hành vi trả thù.